I could be my wheeze. Get me where I plan. I could spend my days cooling haze around. Ok, bước đầu tiên mình sẽ xài Kramer của Smashbox. Mình sẽ bôi chủ yếu ở vùng mũi và hai bên má, tại vì hai bên này là những chỗ mình hay chảy ra nhiều dầu nhất. Sử dụng cream contour của Anastasia để tạo khối cho mặt. Cái bản mình đang xài đó là cái bản màu white, màu sáng nhất trong ba bản màu cream contour của Anastasia. Cái cách mà mình contour mặt đó là bôi kem từ đỉnh tai kéo dài xuống dưới gần cằm để tạo cho mặt mình nó nhỏ gọn hơn. Sau đó sử dụng màu tối hơn để bám cho vùng quai hàm và cũng như là trên trán. Phần trên còn lại thì mình sẽ đánh nó ở phía dưới hai bên cằm sao cho nó gần đụng với hai đường contour hai bên má. Đánh luôn cả hai bên sống mũi nữa. Vì đây là cream contour cho nên là mình plan em nó cùng với foundation stick của Hourglass. Mình rất là thích cái foundation này tại vì nó cho mình một độ full coverage, nhiều khi mình không cần phải sử dụng concealer. Sử dụng cây đánh kem nền cũng của Creative Technique đánh foundation cùng với cream contour này. Cái cây đánh kem nền này nó cho mình một thao tác rất là nhanh. Mình thích xài nó còn hơn là xài cái Beauty Blender nữa, mà giá nó cũng rẻ hơn. Thành ra cây này nó cùng bộ với cây contour hồi nãy. Xong. Các bạn có thấy ảo diệu chưa? Qua phần concealer mình dùng concealer của Maybelline. Thường thì mình sẽ xài của NARS nhưng mà mình đã xài hết rồi nên là bây giờ mình sẽ xài tạm cái concealer này cũng ok. Rồi mình sử dụng một cây cỏ khác cùng bộ với hai cây trước đó cũng của Creative Technique để plan cái phần concealer này ra. Thực sự là xài cái cây này nó rất là đã, blend rất là nhanh chóng và nó không làm cho hai cái vùng da dưới má mình nó bị cakey. Không biết là có ai bake mặt bằng phấn Baby Johnson không, nhưng mà mình thì mình bake mặt bằng Baby Johnson tại vì thứ nhất là nó kìm dầu rất là tốt, và việc đối với mình ở ngay cái vùng mũi ra bên má, với cái thứ hai là nó rẻ nữa. Rồi, vậy là phần base đã xong. Chuyển qua phần lông mày, mình sử dụng cây kẽ lông mày của Anastasia để định hình phần lông mày trước. Sorry, nãy palette che này các bạn không thấy. Rồi mình sẽ kẽ tiếp luôn cả phần bên kia nữa. Những bạn nào mà mới tập kẽ lông mày thì có thể sử dụng cái cây này để kẽ cũng được, tại vì nó giúp mình kẽ rất là nhanh, rất là dễ. Tiếp theo mình sử dụng brow gels của Anastasia và cái cọ Fluffy Brows để kẽ đè lên cái đường chân mày đã định hình trước đó, giúp cho chân mày mình nó được sắc sảo hơn và rõ nét hơn. Mình sẽ lặp lại lông mày bên kia luôn. Sau khi đó kẽ xong rồi thì mình sẽ dùng kem che khuyết điểm đồ lại cái đường bên ngoài của lông mày và đồng thời che đi cái phần đường kẽ lông mày nữa mà mình có kẽ hơi bị lố ra ngoài á. Sau khi mà đã kẽ xong cái phần chân mày rồi thì mình sẽ quẹt bớt đi phần bake mặt trước đó. Đến phần mắt mình sẽ dùng primer của Urban Decay làm một cái lớp base ở dưới trước.
theo như mình thấy thì nó giúp cho cái phần mắt mình nó không có bị oxy hóa và nó giữ được cái màng mắt lâu hơn, cũng như là nó làm cho màng mắt mình nó lên đúng hơn. Mình sẽ dùng bảng màu mắt của Kylie, màu giống như đã được đánh dấu trong hình phủ trên primer hồi nãy, để cho tí nữa mình có blend thì nó cũng lên màu mắt được dễ hơn. Mình đang sử dụng cọ của Morphe, dùng màu khác trong bảng Kylie nhấn cái gần đuôi mắt của mình. Thì mình sẽ đánh tập trung ở vùng đuôi mắt rồi sau đó kéo nó vô trong phần hốc mắt. Ở bên phần mắt bên kia cũng như vậy luôn. Thế đây mình quay lại cái cọ đầu tiên mình sử dụng để blend hai phần màu mắt này lại với nhau. Sử dụng bảng pH màu được đánh dấu như trong hình để đánh tiếp tục ở phần đuôi. Và mình cũng sẽ kéo dài vô trong cái phần hốc mắt một chút. Và lại quay trở lại cái cọ ban đầu để blend ba màu lại với nhau. Chủ yếu mình blend đi blend lại nhiều lần như vậy là để cho mắt mình nó có một cái hiệu ứng smoky, nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Sử dụng một cây cọ đầu dẹp và lấy màu cam đỏ như trong hình đánh lên trên bầu mắt. Sau đó mình sẽ dùng một cây cọ khác để blend cái phần phấn ra cho nó thật là đều. Tiếp tục sử dụng hai màu như trong hình để tán đều lên cái phần màu mắt hồi nãy. Quay lại lên cái phần phấn mắt đó, sử dụng bảng màu của Kylie đánh lên cái phần đuôi mắt. Phấn mắt màu đen trong bảng Naked 2 cùng với một cây cọ đầu nhọn, sẽ apply cái phần này lên đuôi mắt của mình theo hình chữ V và lại blend ra. Với cọ đầu dẹp, apply lại màu trong bảng pH lên trên bầu mắt lại một lần nữa và dùng tay để blend ra. Mình dùng cây cọ của MAC và dùng lại màu đen trong bảng Naked 2 để đi đường eyeliner cho nó sát mắt. Quay trở lại cọ đầu nhọn, lấy màu đỏ đi phần phía dưới mắt. Một lần nữa sử dụng cọ của MAC đi lại màu đen của Naked 2 ở phía dưới mắt. Tiếp đến mình sẽ kẽ mắt bằng gel của Bobbi Brown. Tại vì tí nữa mình sẽ gắn thêm lông mi giả vô nữa nên là cái đường eyeliner mình sẽ cố gắng mình kéo dài nó ra thêm một chút xíu. Sau đó bấm lông mi và sử dụng mascara của Maybelline để trước cho lông mày mình nó được cong hơn và đen hơn. Một lần nữa mình sẽ sử dụng lại gel kẻ mắt của Bobbi Brown để đi phần waterline, kẻ sát được trong cái đường viền mắt. Rồi gắn lông mi giả. Lông mi giả mình đang sử dụng là của Sephora. Và sau đó là lần xong phần mắt. Ta-da! Quay trở lại phần mặt nào. Mình đang sử dụng má hồng trong palette của Becca và Jaclyn Hills để tán nhẹ lên cái vùng má. Mình sử dụng highlighter của Anastasia bảng màu Childhood lên màu rất là đẹp.
Như các bạn có thể thấy là mình không thể dừng bỏ highlighter lên mặt, tại vì cái màu này nó quá là đẹp luôn. Đây là một màu hồng sáng, hồng unicorn. Và bước cuối cùng đó là son, mình sử dụng son của NYX màu Bedtime Flare. Xong. Ta-da! Quay cái clip này cực kỳ gian truân luôn đó. Đây là lần thứ hai mình quay lại cái video này rồi. Đang quay gì nhầm cái pin, nó hết pin rồi, sau đó mình phải đi sạc. Mới quay một chút xíu hết pin rồi, thế xong rồi mình sạc được lúc cái mình lại bỏ vô mình quay lại, thì đến rồi cái thẻ nhớ nó bị full, thì phải lấy cái thành người video trước đó nó quay bỏ vô lát. Rồi cái sau khi mà đã xóa hết cả cái hình ảnh ở trong thẻ đi thì nó vẫn bảo là thẻ vẫn còn full, nó được phần lớn hết rồi, phải đi sạc pin lại rồi lấy hết pin rồi thiếu đồ này thiếu đồ kia. Rồi nhiều khi đang quay mà mình đang đánh mắt xong làm xong rồi cái nước lại mới thấy là ở nãy giờ mình chưa có bấm máy quay. Thế là phải tẩy đi, quay lại, làm lại từ đầu luôn. Cho nên là rất là nhanh chân. Thì do đây là cái lần đầu tiên mình quay, cho nên là nếu mà có cái sai sót gì đó thì bỏ qua. Nếu mà các bạn có ý kiến như là khen chê, cái rồi có góp ý gì đó thì hãy cứ comment ở bên dưới để cho mình biết. Rồi được xong các bạn muốn coi clip điểm nào thì có thể nói mình sẽ cố không lười để mà quay. Vậy thôi, bye bye, cảm ơn mọi người đã coi.